Hello nha anh em. Hôm nay lên cho anh em cái con Puig mà hôm rày anh em yêu cầu hoài mà chưa có quay được hết anh. Anh em quay cho anh em coi ha. Anh em nào quan tâm thì liên hệ bên em để lấy thêm thông tin chi tiết cũng như tìm phương hướng giao dịch đó, rồi cách gửi, cách chuyển xe rồi mình giao dịch nha nè. Combo có hàng anh thấy không? Xe cổ này chung quay phải từng chi tiết cho anh em ha. Để báo anh em để cho nó dễ. Xe này trước áo nó màu đen, người ta thay lại đỏ bạc thôi nha. Puig á, đúng màu đó, cái màu như thế này nè, là trong cà quẹt đó, nó ghi đúng là thường là màu đỏ bạc vàng, đó, nó có chút xíu vàng nè, ha, đỏ bạc vàng. Con này cái chất máy đã. Cặp lốc có dặm anh, dặm gần như để dây đời che dặm anh em ha, nó đẹp, nhưng không có ấy, tại vì trước nó bị lỗi á, số chỗ á, do cái chủ cũ người ta sử dụng anh em ha, nhưng mà làm thì bao nên cho đẹp lắm, cốt trắng tư nè em ha, cốt đạm, mặt sơn riết nè. Ồ, cái thùng xăng lớn đẹp quá ha. Cái dây yên nó còn luôn á. Dây yên còn luôn nha. Cảng này có xịt lại rồi nha em ha. Cái cảng này phải chịu rồi nè em ơi. Chiếc nào cũng vậy đó. Có những chiếc xe cọp cũng vậy đó. Cũng vẫn chạy. Trừ khi hồi xưa ta xài ta biết cách giữ gìn đó thì nó đỡ ha. Còn như xài kiểu thông thường á thì phải chịu á. Còn bộ áo khỏi nói nè, áo đẹp lắm. Ha, áo đẹp. Cái hơi máy này, này là 211 nha. 211 đi áo nè, đúng luôn đó. 211 tem này nè, viền cam nè. À. Còn 2010 thì màu đỏ. Đối với cái màu đỏ bạc này thì tem viền trắng hay viền đen vậy đó, chứ không phải cam nè. Mua cũng nhiều, chơi cũng nhiều lắm anh em. Mà quá trời trong đầu nó nhiều thứ thành ra nhiều khi nó không có nhớ được. Nhiều khi gọi anh em quay anh em coi, nhiều khi cầm cái này. Cái này là gọi là cái vò số nè. Nhưng mà khi nó cái vò đạp hoài á. Ê, vò thắng hoài á. Nó, anh em thì tao không hiểu, cũng cười. Cũng giỡn. Còn những người không hiểu á, người ta xem, người ta sẽ đánh giá mình. Nhưng mà mình thấy không quan trọng gì, mình quay thì gõ này vậy đó. Thì anh em biết rồi, hột dịch còn nọn. Hột dịch còn nọn ấy khi người chuyện nhỏ thôi mà. Ha, quan trọng là buôn bán uy tín ha, làm ăn chân chính, không có gian dối á, người thật việc thật xe thật tại cửa hàng đó. Đó, cửa hàng ha, nhân viên đang lau chùi 3-4 người đây nè, sang nè, bởi vì anh em cứ yên tâm. Còn cái chuyện nhầm lãnh thì có gì đâu, quan trọng gì. Dây riêng còn luôn. À, cái máy hết pin gắt ha. Máy. Rồi đảo vòng chơi anh em ơi. Gặp xe máy ngon ngon muốn chèo nó chạy à. Nó thật sự với anh em chứ, thiệt bắn xe chứ hả, còn ghiền xe là anh em á. Đồ bò đẹp luôn. Rửa dầu, rửa vô dầu, rửa sạch sẽ, vô dầu vô mỡ cho anh em rồi sạch sẽ luôn ha, không có bị đen nám, không bị mất gam nha, gam người ta còn nha anh em đó. Anh em thấy ví dụ con này rửa nè, rõ ràng cảnh thị hướng còn dơ nè, nè hồi trước nó dơ gì nè, nó dơ gì nè, khi cậu cào cũng ra nè, nó dơ gì nè, rồi mình về mình rửa ha, ở đây là chỉ chà rửa thông thường thôi. À, chứ không có tẩy bằng cái hóa chất cực mạnh đâu nha em ha. Hột này nó có xử lý rồi nha. À, mâm thì zin nè. Máy cái hơi đó. Xe này giá 4x ha. Bao hồ sơ cho anh em luôn. Xe hồ sơ có sẵn rồi ha. Xe hồ sơ bị quá hạn à. Quá hạn có nghĩa là hồ sơ từ lúc mà đánh cái biển, công an đánh biển thu hồi đó.
nó qua một tháng. À, nếu mà anh em không nhập thì cái chỗ dễ thì không sao ha, còn chỗ khó nó sẽ bạc anh em 500k rồi nó cho anh em nhập. Nói em quay em có nói trước ha, à, cái chuyện 500k thì anh em chấp nhận để anh em mua, còn bên em thì em cũng mua lợi của anh em vậy đó. Nói chung ra thì chia sẻ qua chia sẻ lợi anh em ha, chứ mình cũng không có muốn tại cái lực pháp mình phải chịu rồi. Có vụ cái xe ga mà có vụ có thời hạn phạt nữa. Anh em ngáy đồ bò rồi mình chạy thử tê tê, mình cảm nhận đầu nồi, cảm nhận cái bộ nồi nữa nha nè, quên ở đầu nồi, bộ nồi là ok không ạ, cái hơi đã quá. Trời, chạy bán vô cái đó nó bị đập cái chạy hết như nè. Dơm cho nó xa ra cái đang số 2 ha. Chạy nhẹ quá. Nhẹ là nhẹ. Quá đã. Máy ngọt kẹt. Đi qua vườn mai chơi luôn nha anh em. Đi qua vườn mai của phép chơi luôn ha. À, số 4. Chạy đã đó nè. Mưa lập gầm mà. Trời đang mưa lập gầm. Chuẩn lắm anh em ơi. Nồi ơi chén bát chuẩn nè. Vàng nhúng chuẩn nè. Đang chạy vàng sọc 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 đó ha. À, nhưng mà nó, cái độ nhúng một cái phục nó rất là chuẩn. Cái phục á nó bị nếu mà nó bị giật á là do cái ti mà nó nằm, cái ti mình nó sọc nó hư rồi nó hết hơi á. Bởi vì trường hợp trong khi anh em chạy á mà nó nhúng á, nó nhúng thì là nhúng bằng lò xo á, là nó chỉ giật không, nó giật lên, nó giật giật vậy đó, nó giật có nghĩa là cái ti á, cái hơi nó giật nhúng bằng lò xo đó, nó cái ti cái phục nó hơi nó sẽ không còn hơi để nó giảm trắng từ từ anh em, thành ra nó giật bằng cái lò xo nó giật. Bởi em chạy á cái phục nó hư rất là khó chịu. Cái ti nó còn, cái ben nó còn ok ăn thì nó chịu lại ăn, dụ nó bắn ra là sao nó bắn ra, à, cái đầu nó nhúng xuống nó bắn ra, cái ben nó lên từ từ chứ không có kiểu bị hư thì nên kêu là nhúng bằng lò xo. À, đang đi ra đi qua vườn đó ha, quay mai rồi chơi luôn. Trong này là nhậu lý tưởng nha nè. Thôi cái stop thì tiếc video đâu. Chạy thẳng vô rồi. Máy đảo quá nè. Đường số 4 luôn. Máy rất chuẩn luôn. Xe này. Máy dữ quá. Nói chung ra xe này cái điểm yếu nó là bạc nó bắn hơi nhiều. Nó bắn đại khái cặp phục với cặp lốc rồi ha, nó phục trước lốc. Nhưng mà theo phép nghĩ thì với cản phép nghĩ thì nó cũng không quan trọng nhiều, không quan trọng nhiều bằng cái máy mình nó chất nó zin đó, hình thức nó đẹp ok rồi ha. Xe này về cũng đẹp ha, làm cái dĩ bô của nó thích cái xe mà có cái dĩ bô đó nè, để phép đóng cửa để nó quạt gió, nó quạt quạt vô nó làm đầm buồn xèo xèo. Ở đây review xe anh em ở yên tĩnh đó nè, ngon hơn ở nhà chứ, ở nhà chảnh xe nhiều quá ồn, rất là ồn ha, máy quá máy luôn.
siêu nhân á, nhìn nó như một siêu nhân á, tại vì nó cái hình cái mặt nạ này dưới nó có cái kết với cái đèn này, nhìn nó như siêu nhân nhé, trượt trượt rồi nè, với cái kết máy quá máy ha. 46 triệu anh em, xe này mua xài ok, thấy không, máy dữ lắm. Rồi quá tuyệt vời, bữa nay quay cái xe này hơi bị quá 10 phút luôn rồi ha, thường thường em quay xe 5 phút là hết chắc xe rồi, nhưng mà sung sung lên nó muốn nói là nói à, làm việc tôi cảm hứng mà. Nó tới mai nha, cái này trái này để trong chậu, cây mai năm nay thắt bông rồi. Rồi tới cái này ha, cái này phải muốn xuống cục muốn nè, mà không biết xuống thì sao nè, thấy nó cao quá ý em á, là xuống là một xuống tới đây nè. Xuống tới đây nè, xuống tới đây đó, hai là xuống trên cây đâu rồi, trên cái này đó, tính muốn xuống mà xuống thì uống thấy cái cây nó cũng xù u nù cũng đẹp, nó không phải xù mà nó ha. Anh em nào coi xe rồi không muốn coi mai thì điện thoại chốt xe ha, còn anh em coi tới đây thì anh em đồng hành cùng Pháp thì rất cảm ơn em chia sẻ chơi với anh em. Trong cuộc sống thì nói chung ra ai cũng có một cái kêu là nỗi niềm vui buồn ha, rồi một cái đam mê, một cái sở thích, rồi một cái ghét, một cái yêu, ai cũng có hết, trong con người mình ai cũng có hết ha. Nhưng mà Phép khuyên anh em, trong cuộc sống này nó vất vả rồi đó, cực khổ nhiều rồi anh em ha, mấy cảm xúc mà tiêu cực hay gọi là cảm xúc xấu đó thì cố gắng anh em nó loại bỏ nó trong đầu mình, mình cho cái cảm xúc tốt anh em, cái này vắng bay ha, nó hình thành trong đầu mình á, là từ từ may mắn nó tự đến nè. Anh em thấy người ta đời sau này nó hên quá, nó may không phải đâu, nó cũng do nó một phần rồi đó ha. Nam hiểu cuộc sống ha, nó dung nạp cái năng lượng tích cực đó, cây này cao ha, dung nạp cái năng lượng tích cực vào cơ thể nó nhiều, nó sẽ gặp nhiều may mắn. Còn mình tối ngày gầu lo sợ sệt rồi á, mà mình cứ nghĩ tiêu cực không thì làm sao may mắn được, phải không? Ông thằng may mắn là chỉ đến những người vui vẻ nè, giống như Phép nè, với anh em nè, à, cười he he he, ngắm mai ngắm xe tối ngày ha, đừng chơi xì ca nha, ngắm mai ngắm xe à, thằng này cũng im ha, này cái đế nó có đó, tại em không, em lắp rồi không có bươi lên, này đang dưỡng, em không biết ghép. Đúng ra người ta bỏ hết cái tược dinh này, tược dinh nè, người ta ghép mà em không biết ghép, thôi em chơi vậy luôn, chừng nữa cái mình nhờ người ta uống éo lại ha, làm tặng lại thôi, rồi cái mình không biết ghép à, cái chịu nè. Đúng người ta biết ghép mấy cái con này, người ta đóng vô chân, còn mày tư quý, mày tư quý cái con này em mới cắt nó nè, em cắt nó 500 anh em la quá trời la luôn, con này đâu, người ta cái tàng ghi nó đâu rồi, dục bỏ nè. Cái này cây này của anh em Cần Thơ cho kệ đi, này chị nói chắc mướn ta đóng vô á, đóng bông thường anh em nào có kinh nghiệm chơi mai không ta, bông thường thường anh em thích bông nào anh em, Phép cũng không biết bông nào đẹp nữa. Thường thường thì Phép thấy dòng cúc, mà cúc thì nhiều cánh quá chơi nó cũng không hay, mai là nói chung là nó mai là phải cánh ít thôi chứ nhiều quá nó cũng không hay, mấy cây nó không được đẹp ha, tặng quá. Cây này anh em cũng Cần Thơ cho nè, nó cũng lùm xùm lắm, Phép về Phép cưa cắt mất đó, Phép cắt Phép con tàn lên đầu đầu nó tự ra nè, nó ra lại dưỡng từ từ lại. Cây này cây nhỏ rồi, sai mấy cây lớn lớn này dán nghiêng, cây này ngã ba sông 8000 anh em, cái đường này đi qua An Giang lên Sài Gòn ta vận chuyển xi măng cát đá rồi, nói chung đường này ghe tàu chạy cũng dữ lắm chứ không có yên đâu, không có yên tĩnh đâu. Ở trên nhà thì ngay ngã ba lộ, còn trong vườn ngay ngã ba sông, nhà mới thì cũng ngay ngã ba nữa, cái số là ngay ngã ba. Cây này con bạch tuộc, cây này bọc đẹp lắm, này như dảo nè, bông người thường có dảo Thủ Đức, Tăng Châu, thường Tăng Châu thấy anh em ta cũng thích lắm á, cắt giống cúc. Đó, vườn mai vậy đó. Cây này chơi để chơi tàn nè, để chơi tàn,
trồng cho nó mát ở trong cái nhà, cái kho trong cái nhà nó ai ở đâu. Cái này đế cũng đẹp. Cái này em tước để em chơi mai sớm nè, em chơi bông sớm nè. Tước vậy đó, nó lẹ ra bông lắm. Nó tiền nào nó ra nụ cái mình cho lên chậu trời. À, nó bắn nha anh em, một nụ chứ nó bắn ra nhiều búp lắm á. Một nụ nó bắn ra nhiều búp lắm á. Bông rất là nhiều. Còn cây này thì cũng cây này cũng chơi ta dù nè. Chơi tán rồi em ha. Cây này nó lên tàn, nó đều đẹp. Tàn đều đẹp. Để trồng vớ xăng này cho nó mát. À, còn cái chỗ này là cái chỗ huyền thoại của em nè. Mỗi khi mà làm việc áp lực hay là nói chung là công việc nó nặng nề quá, mệt mỏi quá, thì em nằm đây, nằm võng suy tư, ngồi nè, đưa tục tặc ha, cắm mai rồi chơi. Mỗi người có một cái sở thích, có một cái niềm vui riêng. Có nhiều người thì đối với người ta cái này là không đủ vui đâu. Nhưng mà mình thì ở gần đây thì chạy qua đây thì nằm, không phải gặp ai, không phải làm phiền ai những lúc mà nó kêu là tâm lý. Nói chung là ai cũng vậy hết trơn anh em. Người con người trong cơ thể mình một ngày là nó trôi qua biết nhiêu cảm xúc mà nói anh em. Thăng trầm có, buồn vui có, nó tuôn qua tuôn trào. Một ngày nó biết bao nhiêu cảm xúc trong cái đầu của mình ha, biết lúc nào buồn, biết lúc nào vui đâu. Quan trọng là mình biết cách khắc chế, mình phải biết cái cách nào để mình giải tỏa cái tâm lý, giải tỏa được cái cảm xúc mà kêu là tiêu cực đi. Mình dung nạp cái năng lượng tích cực, cái cảm xúc tích cực vào cái bộ não mình đó nè, thì mình sẽ gặp may mắn và có nhiều thuận lợi trong cái cuộc sống hơn anh em ơi. Nằm đó, đưa tục tặc với anh em chơi. Đây, bữa nay trời hơi lạnh nè, áo trong rồi mặc áo ngoài nè. Ơi, gâu ghê dữ lắm anh em ơi. Hồi hôm livestream cái clip nào á, có thằng nào nó bình luận nói cái tóc thằng này giống ở tù mới ra, cừ xỉu luôn. Thì em này chung cũng không giận hờn gì hết trơn anh em. Trong cuộc sống mà cũng có người này người nọ, kệ đi, mình cũng bình luận mình trả lời. Tại tôi cạo đầu mới mọc ra lại đâu nội ơi ha, có gì đâu. Người ta đâu biết mình đâu biết ai đâu. Nhiều khi người ta chê mình những vấn đề đó đó, là gõ là mái tóc mình nó xấu phải không, là người ta chê thôi, mình không phải nên chỉnh sửa thế nào đó cho nó phù hợp. Còn ví dụ như mà mình làm đúng, cái nào thật sự đúng á, cứ chê hoặc là lật lại những bình luận, nó cứ nói gì đâu không à. Lật lại có nhiều thằng nó bình luận mà tiêu cực nha, là anh em coi nó bình luận là từ năm ngoái tới năm nay cả chục cái bình luận, mười mấy bình luận là nói cái gì đâu không. Nào là mày bán xe mắc quá để cho dòng họ mày xài đi vậy này kia tơ, là gì không đó ha. Bởi thôi, phép hồi trước phép ít có lọc lắm, nhưng mà sau phép cũng lọc bớt. Phép vô ha, ông làm bình luận phép chấm cái là phép biết ông đó bình luận mấy cái và bao nhiêu lần, đọc lại tất cả bình luận, kiểm tra lại hết đó, được hết. Còn anh em nào mà vui vẻ tiêu cực, hello phép ha, chào phép đẹp trai khoai to, cứ gì hoài đó, vui là vui đó. Còn những anh em thì coi thì ít có bình luận, ít. Nói chung anh em á, mình hạn chế nói lời cái lời mà kêu là xấu á này, nó tiêu cực tích cực thì khi mà nó ngụ hàm quá, nhiều khi không hiểu. Nói rồi mình hạn chế bớt nói những lời tiêu cực, những cái ý nghĩ tiêu cực nó mình hạn chế bớt, mình đừng có suy nghĩ. Mình đi coi kinh của ta ở đâu gì á đó, coi phim xét cũng được nữa đó. Mình đừng nói, chứ mình không thích thì thôi, mình gời đi thôi. Mình không nói được lời tích cực, lời thơm từ cái miệng mình ra, thì mình đừng bao giờ dùng những lời tiêu cực, lời bậy tầm bạ nè. Nó người ta nói là khẩu nghiệp, khẩu nghiệp là có thật, giao nhân nào gặp quả nấy là có thiệt, chứ không phải là đùa đâu anh em. Nó có thật đấy, nó kiểu như là anh em có đọc cái quyển sách lực hấp dẫn, nó vẫn có lực hấp dẫn, khoa học nó gọi là lực hấp dẫn. Còn bên dụ đạo Phật mình hay là trong những mà bên
bên mà tâm linh đó thì người ta gọi là luật nhân quả vậy thôi. Mình miệng mồm mình nói từ bậy đến bạ thấy là cũng mang hoại thằng à. Có cả có những cái câu cả mà nhân gian mình nói, mà câu nhân gian mình chứ không có đạo gì chứ, người ta kêu là con ếch chết cả miệng đó. Nó bậy thôi, bớt nói. Nói giống như nói như phép vậy nè. Cho anh em nói. Nó nói ra là bán được xe là đem về lợi nhuận cho gia đình. Hả? À, rồi là à, ngoài những đem lại lợi nhuận cho gia đình rồi là mình phải đáp ứng, mình trao giá trị cho anh em. Nó đem mua bít rồi cảm ơn phép bít chắc quá trời nữa kia. Nó rồi đem được đồng tiền cho gia đình, đem lợi cho bản thân. Đó. Thì nên nói, nãy giờ nói hai mấy phút. Hơn 20 phút ha. Anh em mà coi mà tới cái clip này là mãi đỉnh. Bây giờ ông nào mà coi mà tới mà cái video nè. Bình luận số 1. Mình móc mua xe giảm 5 xị, giảm 5 xị rồi bán xe giờ lời meo lắm. Nhưng khi lợi chiếc triệu một triệu. Anh em kêu bớt mẹ 1 triệu rồi chết mẹ em luôn rồi. Ăn muối luôn á. Phải không? Rồi, vậy nha anh em. Phép chúc anh em luôn thành công cuộc sống. Nhớ anh em nào có mà bình luận số 1 được nhiều bếp rất quý. Rồi, bye.